Vâng, Thành Nguyên mến chào anh đã đến với kênh của Thành Nguyên Kết Nối Yêu Thương. Trước tiên thì anh gửi lời chào tới cho các cô chú các anh chị đang xem chương trình của Thành Nguyên vài điều anh ha. Đến đây xin chào Thành Nguyên. Dạ. Chào tất cả cộng đồng mạng. Dạ. Chúc sức khỏe năm mới được an khang thịnh vượng, may mắn ngày thật nhiều hạnh phúc. Dạ. Rồi bây giờ anh cho em hay nào, anh đến từ đâu và anh đi cùng ai ngày hôm nay ạ? Ở An Giang mà lập nghiệp ở Vũng Tàu. Ồ, là quê thì ở An Giang nhưng mà làm việc là ở Vũng Tàu. Thế rồi anh từ Vũng Tàu đi qua đây hay là An Giang ạ? Tưởng là điện cho Thành Nguyên là hôm gài cũng có 10 ngày. Vâng. Rồi trên chuyến đường đi về, rồi đi Phú Quốc du lịch. Ừ. Rồi xong rồi đi về Cà Mau mới vòng ra đây. À, rồi, giá Thành Nguyên lấy... thấy chương trình của Thành Nguyên nó cũng cảm thấy như là hay hay và cũng có nhiều cái nó cũng thật. Dạ. Thì cho nên đến đây để đăng ký thử vận mạng nó như thế nào. Dạ. Có đạt như ý muốn hay không? Vâng, em nhìn anh thì rất là nghệ sĩ thì cũng biết là anh có liên quan gì tới văn hóa nghệ thuật này cái nọ không ạ? Hay là mình thích rồi mình để tóc dài rồi thích cái phong cách vậy? Nói chung ra thì hồi dịch tới giờ á, hồi nào giờ không có để tóc, hồi dịch tới giờ bị trong nhà không có đi ra đường được. Rồi cái đến khi mà nó hết dịch rồi cái đi làm, cái lợi thợ tóc á, thì cũng có nhiều chỗ bạn của mình hớt tóc, nói ê mày lại mày coi tao rồi hết sao coi nó đẹp, bây giờ để tóc như nó dài quá thì... phương hướng nhìn thử coi. Dạ. Cái nói anh nhìn khuôn mặt nó anh đỡ gì đi, nó đẹp hơn nó hết. À. Mình thử là chứ không phải là mình nghệ thuật thì cũng có đam mê nhưng mà không có thời gian. Ví dụ đám tiệc tùng này kia nọ cái mình đến mình góp ít chung vui là một hai bản cũng nghe được. Dạ. Chứ mình không có chuyên môn. Dạ. Vậy đó. Thì nghề nghiệp của mình đó là chuyên làm về sơn xe, tay ga, xe số. À, bên sơn đúng không? Sơn, sửa xe, tất cả sơn, đồng xe tay ga thế này. À, vậy ha. Rồi anh giới thiệu về bản thân cho em xíu nào. Họ tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Thì tên Đặng Phước Đủ. Đặng Phước Đủ. Ừ. Năm nay đủ con mèo đó. À, là sinh năm 7... 75, 74. 74, đúng không ạ? À, mèo là 74. 74. Dạ. Rồi công việc của anh Đủ là mình làm sơn xe. Sơn xe. Dạ. Có đôi khi lắm lúc làm bên, cũng có làm bên lắp dựng nhà tiền chế, nhà xưởng, công ty đó. Dạ, dạ. Cái khí, cơ khí. Ừ, bên cơ khí. Rồi cái công việc đó nó có đều không anh? Công việc đó thì mình chạy theo nó cũng vất vả. Mà nó không phải là chuyên môn của mình. Chuyên môn của mình là... sơn. Sơn sửa xe. Dạ. Từ nhỏ tới lớn luôn. Vâng. Bây giờ thì nó tóm lại từ khi ly hôn ra tới giờ á thì mình buồn, ít có sống ở dưới nhà. Nhà đi làm cho các cái công ty nó mua bán xe rồi đó. Bây giờ mình cũng thấy cảm thấy như mình lớn rồi, giờ mình kiếm một cái nơi bến bờ nào đó để có một cái hạnh phúc hơn. Dạ. Anh Đủ chia sẻ cho Thành Nguyên chút xíu về cái thu nhập bình quân của anh nè. Thì thu nhập bình quân thì có lúc thì 15 triệu, có lúc thì 10 triệu, có lúc thì nói chung là từ 10 triệu trở lên. Dạ. Nói chung là nó cũng thất thường ha anh ha. Chứ nó cũng tại không vì, có định nữa. Khi mà ly thân tới giờ, ly hôn tới giờ đó là đi về làm có tiền rồi đi du lịch thôi chứ mình không có nghĩ tới cái vấn đề hạnh phúc sau này nữa. Tự nhiên cái bữa đó ngồi coi cái chương trình của Thành Nguyên mình thấy ủa cái này cũng không là lạ. Em cũng có hay hay vậy là bị cuốn theo luôn rồi cái đầu bị lôi cuốn. Chứ lúc trước thì cũng tránh vào cái dịch vụ của ông Quyền Linh với con nhỏ gì đó. Dạ, bà muốn hẹn hò đấy ha. Đến đó, nhưng mà thấy mình cũng không có khả năng. Thời gian không có. Rồi bây giờ được rồi mình đi vào đây á là đám tiệc rồi đi du lịch Phú Quốc rồi sẵn đi công mấy việc luôn đi vòng con đường mấy tỉnh luôn vậy á. Sẵn ghé đây lát này mình đi về Vũng Tàu. Vậy là anh ly hôn vợ đến bây giờ là được bao nhiêu năm rồi? Tính ra cũng lâu rồi.
7-8 năm. 7-8 năm này. Trong khoảng thời gian đó cho đến bây giờ thì anh có tìm hiểu thêm ai khác không? Mình chỉ thỉnh thoảng thì vô Facebook rồi gặp mấy cái người trên Facebook á, cái kết bạn rồi nói chuyện xàm xàm như thôi chứ không có cái gì. Rồi anh Đủ có tất cả là bao nhiêu người con ạ? Có một thằng con mà thao mẹ đó, và hiện nay đang sống không vướng bận vào ai. Là bây giờ là có một người con nhưng mà đang ở với mẹ đúng không ạ? Mười mấy tuổi rồi. Vâng. 14, 15 tuổi gì. Thế rồi cho em hỏi, hàng tháng anh có chu cấp cho vợ con không ạ? Thì thỉnh thoảng thì lúc đó mình ra tòa thì không có cấp dưỡng. Mà thỉnh thoảng về thì mua sắm rồi thích gì ấy, mình mua cho nó nấy, lâu lâu về dắt đi chơi. Rồi gần 2 năm nay không có quan hệ được. Vậy hả? Không có liên lạc. Dạ, dạ. Anh Đủ cũng đã ghi thông tin và cũng đã ký vào cái bản cam kết của Thành Nguyên luôn rồi. Vâng. Trong cái bản cam kết đó thì anh có thấy có cái vấn đề gì đối với anh không? Cũng không có gì. Yeah. Thì mình coi này, giống mình cảm thấy được thì mình cứ ký vào, mình đi theo cái đúng theo cái sự thật. Yeah. Mong muốn là như vậy thôi. Thực ra thì Thành Nguyên làm cái bản cam kết này thì cũng tất cả là vì mọi người thôi. Dạ. Cá nhân Thành Nguyên thì Thành Nguyên chẳng có được cái gì trong đó, nhưng mà được cái là mọi người khi mà đến đây với chương trình của Thành Nguyên, chúng ta ai chia sẻ cũng thật lòng đó, thì cái đối phương của mình người ta cũng sẽ yên tâm hơn, phải không ạ? Dạ. Yeah. Vâng. Rồi thì bây giờ Thành Nguyên sẽ vào cái vấn đề chính. Ngày hôm nay anh Phước đến với chương trình của Thành Nguyên thì anh mong muốn bày tỏ như thế nào tới cho các cô nè? Có nghĩa là mình quen người đó nó lớn tuổi nhỏ tuổi đó phải không? Đúng rồi, bây giờ anh mong muốn cái đối phương của mình như thế nào đó, anh cứ nói đi. Thì chỉ hòa đồng, mà biết trên biết dưới, rồi biết thông cảm với nhau. Rồi biết chia sẻ cùng nhau. Dạ. Chứ nhiều khi có đôi lúc có con người ta giận lên á, cái ta nói người ta làm, cái đầu người ta bỏ vô tủ người ta cắt. Cái lâu lâu người ta môi, người ta xào, nấu làm hoài, không thích điều đó. Có nghĩa là chuyện nào qua rồi để cho qua là không qua có luôn. Nói đi nói lại cũng nữa. Như bản tính tôi giận lên rồi, thí dụ có đôi lúc mình giận lắm nha. Mình muốn hành động liền với nó, nhưng mà trước khi hành động mình phải suy nghĩ cái điều đó đúng hay là sai. Lỡ mình có nóng giận rồi ra tay rồi bắt đầu vô trong kia ngồi hối hận đâu quá muộn màng, không thích điều đó luôn. Đúng rồi. Mình phải có tấm lòng. Yeah. Tha thứ cho người ta để làm lại. Nhiều quá thì mình không được. Thí dụ cơ hội đi. Làm người với nhau mình sống cho nhau là con người lì lợm lắm rồi cho nhau cũng 90 lần. Đúng không? Có con người người ta cứng rắn quá nhiều khi lần thứ nhất, lần thứ hai là tiễn vong. Tiệt tông. Cái điều người ta là cứng quá đúng không? Dạ. Tại vì con người mất một lòng tin thì có dạng là tính. Thì mình cũng bây giờ cái thời buổi của mình, giờ mình sống thì mình cảm thấy như là cuộc sống mình nó mơ hồ quá đi. Không biết mình sẽ ra đi ngày nào. Dạ. Cho nên mình nói nên sống thật với nhau và bù đắp cho nhau những gì mình đã mất mát trong cái hạnh phúc của mình. Dạ. Và chứ có nhiều người ta thôi nói cũng đa dạng, mình hiểu không nổi đâu. Thì ý của mình thì thí dụ trong công việc thì mình cũng đam mê, có đôi lúc mằng mà không ăn nữa. Rồi cái đầu rồi những cái việc mà sau này nữa thì mình cứ hy vọng là mình gặp cái người chân chính và thật tình, muốn gì nói thẳng nói thiệt. Chứ không thích để trong bụng rồi lâu lâu cái đầu này kia mà đó. Rồi nói đã đi rồi đầu hứa là xong. Chứ nếu mà tôi đưa ra cái điều lệnh mà nó căng quá cũng khó cho mình. Cũng khó cho người khác. Mình sống để mà vui. Để bù đắp lại những gì mình mất mát trong bao nhiêu năm qua. Tóm gọn lại thì là anh muốn tìm một cái người biết thông cảm, biết chia sẻ, biết yêu thương ha. Chứ mong cộng đồng đừng có nên tin vào cái gì đoan như thế này rồi. Chẳng hạn như ông bà xưa ta nói lấy vợ, chồng gì đó, coi tuổi kỹ. Mình cũng đi đây đó rất nhiều, cũng thấy cũng rất nhiều. Tuổi rất là hẹp, rất là tốt, mà tại sao không ăn đời ở kiếp được. Có nhiều người người ta khắc khẩu, người ta kỳ với nhau mà người ta sống bình thường, hạnh phúc. Người nói thì gì
hùm đi bắt gắn chẳng thấy về gì đó, mình cũng nghe câu nói đó mà lấy nhau là bắt sang tiệt mạng chết. Tôi thấy người ta đang sống với ghen luôn mà ta đẻ con nùi luôn, ta vẫn hạnh phúc. Còn người ta ta hợp tuổi quá, thương nhau quá rồi nó không có được cái gì nữa, cũng ly tan. Mình cũng thấy nhiều cặp như vậy. Quan niệm của mình là mình cảm thấy cuộc điện thoại, ví dụ em cảm thấy thích anh thấy thích em, hai đứa mình cho nhau một cái cơ hội, các bạn Zalo đó, nó thực hiện điện thoại đó, cảm thấy hợp thì mình cứ tiến tới. Mình sống theo cái thực tế đi. Chứ còn thấy không hợp thì mình xem như bạn bình thường đó. Với lại là em thấy cái chuyện mà quan niệm về tuổi tác hay là... Cái quan niệm tuổi tác thì mình không có phân biệt. Biết đâu cái số tôi gì, tôi có mốt, tôi cứ 18, 19 tuổi không chừng. Đúng không? Gặp 18, 19 vô cái này hay là lớn hơn không chừng. Mình đâu có biết được cái duyên nợ của người ta. Nó cái duyên mình đến thì... Tuổi tác anh không quan trọng luôn. Không quan trọng. Quan trọng là biết chia sẻ yêu thương. Chia sẻ yêu thương. Ví dụ bây giờ hai chồng thương nhau thì giờ tối anh ngủ thì em sức dầu cho anh sức dầu cho em. Lo cho nhau trong cái hạnh phúc thôi. Còn ngoài đời thì muốn làm gì mình làm. Đối với vợ con trong nhà thì chỉ nói một lời, không có nói lời thứ hai, không gấp, không cái gì để mà gạt được hết. Ví dụ bây giờ là mình đã có một cái gia đình riêng tư. Mình muốn thì vợ mình thương nó phải chiều mình, đúng không? Vợ mình nó muốn thì mình phải chiều nó, đó là điều quá tốt rồi. Nhưng mà hầu như cảm thấy như bây giờ nó không có đóng giống như cái ý của mình. Nó nhiều khi đang sống với mình chứ nghe lời người ta. Đó thì vừa rồi tôi thôi, vợ tôi là cũng như thế, sống với mình mà nghe lời người khác để hãm hại mình. Như vậy thì mình đưa cái bản thân mình ra mằng chết, lo cho vợ con mình có đầy đủ, mình không có được cái gì mà còn bị người ta nói nữa. Có nghĩa là trong cuộc sống hôn nhân á, thì là hai người phải có cái niềm tin. Đúng rồi. Cũng như là phải biết lắng nghe và phải biết thấu hiểu nhau. Đúng nhiều rồi. Khi tại sao chồng hay là vợ sống với mình mà mình không có tin mà mình lại đi tin người ngoài, đúng không ạ? Bây giờ em anh nói cho Thành Nguyên nghe như thế này. Thí dụ giờ hai chồng đang sống á, thì người vợ ở với người chồng là cả một đời. Người chồng ở với vợ cũng cả một đời. Cái người chị, người anh có lo được cho mình bằng chồng lo cho mình không? Đó là cho bằng vợ lo cho mình không? Mà con vợ nó đúng thì nghe đi. Nó đúng cũng nghe mà nó sai cũng nghe, nó không chịu nghe nữa thì biết sao giờ. Rồi cái đầu á đem chuyện xào xáo về hoài, thôi tốt nhất mình chia tay sớm bớt đau khổ. Vậy thì chứ kiểu mà nắng níu hoài thì nó cũng vậy thôi, nó cũng mệt, nó khổ với mình thôi. Thiếu nợ thì trả hết thì thôi. Gì của mình á thì ví dụ mình không cần phải giữ đâu. Em cứ đi phương trời góc biển du lịch cho thoải mái đi, như vậy cũng là của anh. Còn phải rồi mình lên cái cọng dây kim cương vàng mình chói cũng mắc à. Nói vậy đó. Bởi vì cho nên hy vọng lên đây thì nhờ anh chị em út trên cái đường tình mà lỡ bước sang ngang gì đó. Phải rút kinh nghiệm lại để mình tìm hiểu cho thấu đáo. Chứ đừng bao giờ mà lợi dụng cái chỗ này vô đây lừa đảo này kia nọ. Bữa hôm tôi cũng coi Thành Nguyên có một vụ đó. Không có đáng đâu. Mình bằng mọi giá nào mà mình đã đi đây mình ký cái giấy này á là thật. Dù cho bạn đi nước ngoài bạn cũng phải bị bắt về đây. Tham chi vậy trời. Việc mà dính dáng tới pháp luật là một phần rồi. Nhưng mà cái tòa án lương tâm á, đúng rồi, thì nó theo mình cả đời ấy. Đúng rồi. Không có dễ gì mà dựa được đâu. Rồi anh đủ cho em hỏi là ví dụ như sau này anh kết nối thành công với một cô nào đó thì anh tính sẽ rước cô về hay là anh sẽ theo cô hay sao? Thì tùy theo điều kiện. Thí dụ bây giờ tôi đang làm ở đó đi, cái điều kiện cô đó có nhà mặt tiền, tôi sẵn sàng đến đó rồi mình làm nó tiện hơn. Còn nếu không có thì theo tôi mà đi ra ngoài mướn của người ta mà nở mình làm thôi. Tại vì mình mướn mình sang tiệm người ta đó mình làm. Nhớ không có gì. Vâng, rồi anh đủ cho em hỏi là trong cuộc sống anh ấy, thì anh có những cái đam mê như rượu chè cờ bạc hay là cá độ rồi đại khái vậy không? Nói chung ra thì cái đó thì cũng không có đam mê cho lắm. Thí dụ mà lâu lâu cái này nó thiệt.
Lâu lâu cái mình có chim bao mộng mị gì đó. Quán bảy nó vài chục ngàn là mua vài mười mấy hai chục tờ số. Là có đúng không? Có. Còn đá gà, rượu chè cũng có vậy, cũng có lâu lâu do thịt mà lúc còn sức về còn trẻ đó uống dữ lắm nha. Làm xe mà bạn bè binh xe xong cái nó lại mờ nhậu là bây giờ cũng ít lắm. Lâu lâu tháng nửa tháng cái làm bậy già lon. Có bạn bè gì đó. Cái không phải như người ta mà mỗi cái chuyện gì cũng bày ra uống nhậu không có. Tại vì mình sống là mình có bản thân mình thôi. Mình phải biết. Chứ không phải là nói dựa vào gia đình có tiền là như thế nào. Dù có tiền không có tiền tôi vẫn bình chân vậy đó. Ví dụ lúc mà có vợ con cũng cắm đầu mà kiếm tiền lo cho vợ cho con. Còn trong lúc này thì thoải mái lắm. Thì đang làm vậy ha, là muốn du lịch là cũng nó bị nó lên xe là giọt đi chơi từng lãi nửa tháng gì đó dài làm. Dạ. Em cũng thích những cái chia sẻ thẳng thắn như của anh Đủ, có nghĩa là mình có sao mình cứ chia sẻ vậy ha. Thấy ai mà thấy phù hợp mà thấy những cái điều mà mình nói ra mà người ta xem được thì tới với mình thì nó sẽ bền hơn. Đúng. Dạ. Những cái ý chính thì em cũng đã hỏi anh rồi. Thì không biết là có cái điều gì đó mà anh Đủ muốn chia sẻ thêm mà Thánh Nguyên chưa hỏi nữa không ạ? Thì mục đích đến đây là mình muốn tìm nửa cuộc đời của mình. Dạ. Để phù hợp nhau, để mà cùng chung chí hướng, để mà vượt qua cái cuộc sống còn lại của mình thôi. Dạ. Chứ giờ mình cũng không có biết gì thêm nữa. Còn muốn các vấn đề sau này để coi nó tự nhiên đi, tự nhiên đi. Thực tế là vậy, giờ mình cũng làm thợ, giờ bây giờ thì quay cũng làm thợ xe vậy. Chứ có chỗ ổn định đàng hoàng thì chắc có lẽ là mình còn có kinh nghiệm nhiều hơn nữa. Vâng. Ok anh, thì tinh thần cứ vậy ha. Trước mắt thì em cũng đã ghi nhận cái câu chuyện hôm nay anh đến đây và anh mong muốn kết nối tìm cái ý trung nhân như vậy. Thì sau ngày hôm nay thì Thành Nguyên sẽ đăng tải lên. Thì cô nào mà thấy Phước đủ ha, mà thấy phù hợp với các cô thì cứ đến gặp Thành Nguyên, là Thành Nguyên sẽ làm cái nhịp cầu nối thôi. Cuối chương trình thì anh Đủ có điều gì đó muốn nhắn nhủ riêng tới cho các chị em cũng như là quý vị đang xem chương trình của Thành Nguyên vài điều nè. Thôi nói hôm nay mình đến đây cũng cái lòng chân thật, mình cũng muốn tìm nửa đời của mình. Nếu như các cô nào có được như cái ước nguyện như giống như mình nói vậy đó, thì chúng ta phải nên kết nối với nhau để chia sẻ cho hết cuộc đời còn lại của mình. Vậy thôi. Em thấy cái mong muốn của anh cũng khá là đơn giản. Về cái tuổi tác thì không quan trọng. Rồi nhà cửa bên kia có thì điều kiện tốt thì anh về, còn không thì cứ về với anh để cùng nhau thuê chỗ để là vợ chồng làm ha. Thành Nguyên thấy cũng đơn giản thôi, thì chương trình là vậy. Rồi các cô nào mà thấy anh Đủ mà phù hợp thì cứ đến gặp Thành Nguyên thôi. Rồi thì Thành Nguyên cũng chúc cho anh sang năm mới thật là nhiều sức khỏe nhé. Và từ sớm tìm được ý trung nhân như mình mong muốn. Mình cũng chúc cho Thành Nguyên và với cộng đồng mạng từ trong và ngoài nước được may mắn hạnh phúc nhiều hơn, đổi mới hơn năm cũ. Cảm ơn anh rất là nhiều. Vâng, kính thưa quý vị, thì những chia sẻ của anh Đủ thì quý vị cũng đã nghe rồi. Và những gì cần hỏi thì Thành Nguyên cũng đã hỏi rồi. Còn bây giờ thì Thành Nguyên cũng xin phép được tạm dừng video tại đây. Và cảm ơn quý vị rất là nhiều đã luôn đồng hành dõi theo cùng Thành Nguyên. Cũng như thường lệ, quý vị khi xem video đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và bật chuông kế bên để không có bỏ lỡ một cái video nào mới nhất của Thành Nguyên đưa lên nha quý vị. Rồi em cũng chúc cho anh trên đường về bình an ha nhỉ anh ha. Rồi, ok, chào anh.